MC Quyền Linh kêu cứu khi bị lợi dụng quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật. Quyền Linh bức xúc vì bị mạo danh quảng bá một loại thực phẩm chức năng chữa tận gốc bệnh tiểu đường. Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Quyền Linh quảng bá một loại thực phẩm chức năng gây chú ý với nhiều khán giả. Nhiều người cho rằng công dụng của sản phẩm bị quảng bá lố. Trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia City of Hope, California, Mỹ nhận định các thông tin này nguy hiểm vì không đúng sự thật, không có bất cứ chứng nhận của bất kỳ tổ chức y tế nào đảm bảo tác dụng điều trị bệnh tiểu đường của nó. Tối ngày 16 tháng 2, Quyền Linh cho biết không quảng cáo cho loại thực phẩm chức năng này. Nghệ sĩ cho rằng những người thực hiện video quảng cáo đã lấy hình ảnh, tiếng nói từ phần quảng cáo khác của anh trước đây cũng liên quan đến bệnh tiểu đường, rồi chọn các đoạn quan trọng để nối lại thành video lồng ghép cho sản phẩm của họ. Đồng thời, Quyền Linh nói chưa bao giờ ký hợp đồng quảng cáo cho bất kỳ loại thuốc xương khớp, thuốc gan thận, thuốc trĩ, hạ đường huyết, nhỏ mắt. Tôi từng nhiều lần bị gắn ghép như vậy, khiến uy tín chịu ảnh hưởng nặng nề. Thủ thuật ghép hình ảnh của các cá nhân này rất tinh vi. Tôi vẫn đang thu thập mọi bằng chứng liên quan để nhờ pháp luật xử lý, nghệ sĩ cho biết. Quyền Linh chia sẻ, hầu hết nghệ sĩ rơi vào tình trạng bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo các sản phẩm họ không hề ký kết. Tuy nhiên, với Quyền Linh, tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn vì anh thường được tham gia các chương trình cho người dân và có hình ảnh gần gũi. Quyền Linh khẳng định không quảng cáo bất chấp. Gần đây, nhiều nghệ sĩ cho biết bị ghép ảnh, video để tung tin giả trên mạng xã hội. Tháng 12 năm 2022, nghệ sĩ Lệ Thủy bị ghép giọng của một người khác trên hơn 10 kênh YouTube nhằm mục đích ca ngợi Tịnh Thất Bồng Lai. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã cảnh báo nhiều nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng đã cắt ghép hình ảnh thầy thuốc, nghệ sĩ, ca sĩ đánh lừa người tiêu dùng như chiêu trò khiến người dùng hiểu nhầm về công dụng sản phẩm, thậm chí nhầm thực phẩm chức năng là thuốc chữa bệnh. Theo cục trưởng, các chiêu trò ngày càng tinh vi sẽ khiến người dùng mắc bẫy.